Chào các em học sinh yêu thích môn hóa học. Hôm nay thầy lại làm video hướng dẫn các em giải một cái đề thi học sinh giỏi hóa 8, mã đề 846. Hôm nay chúng ta chuyển sang câu số 4. Ý A, cho các chất sau: KClO3, đây là kali clorat, ZN là kim loại kẽm, KMnO4 tên gọi là kali permanganat, tên gọi thường là thuốc tím, H2O là nước, Cu là kim loại đồng, Fe là kim loại sắt và dung dịch axit clorhydric ký hiệu là HCl. Viết các phương trình phản ứng điều chế ra khí hydro và khí oxy, ghi rõ điều kiện phản ứng. Câu 4 này có hai ý A và B. Thầy cho ta làm ý A trước em nhé, B sẽ làm sau. Thứ nhất là ở đây họ bảo điều chế ra khí hydro và khí oxy, chúng ta sẽ tách ra làm hai ý giống như họ. Đầu tiên là ta điều chế khí hydro em nhé, điều chế khí hydro. Ở hóa học 8 chúng ta đã học cách điều chế khí hydro là cho một số kim loại như là magie, nhôm kẽm sắt, tác dụng axit HCl hoặc là H2S4 loãng thì sẽ thu được khí hydro. Vậy thì vận dụng ở đây chúng ta thấy đây có kim loại sắt này, xin lỗi, kim loại kẽm này cộng HCl, đúng không ạ? Phương trình thứ nhất là mang kim loại kẽm ZN cộng HCl, chúng ta chia được kẽm clorua ZnCl2 và khí hydro. Công thức thì để kẽm hóa trị 2 nên chỉ số clo là 2 các em nhé, clo hóa trị 1 nên chỉ số kẽm là 1. Đây có 2H, đây có 2 clo, cho cân bằng cho 2 ở đây bằng nhau. Tiếp theo chúng ta có thể dùng kim loại sắt cộng HCl để tạo thành sắt 2 clorua FeCl2 khí hydro, cân bằng cho 2 ở đây. Vậy trong ba kim loại đã cho thì kim loại kẽm, kim loại đồng và sắt thì chỉ có kẽm và sắt tác dụng được với HCl ra khí hydro em nhé, còn đồng thì không phản ứng đâu. Ngoài ra thì chúng ta có thêm một cách nữa là điện phân nước, mang nước điện phân thì chúng ta cũng thu được khí hydro và thêm cả khí oxy đấy em nhé. Đấy, cân bằng cho hai vào đây, cho hai vào nhau. Chúng ta có ba cách để điều chế ra khí hydro: từ kẽm, từ sắt, từ nước. Sang thứ hai là điều chế khí oxy ở hóa học 8. Chúng ta đã có bài điều chế khí oxy dùng những chất dầu oxy dễ bị phân hủy dầu oxy ở nhiệt độ cao để nhiệt phân, ví dụ như là kali clorat KClO3, mà nung lên nhiệt phân nó ra thì nó là hai chất là KCl cộng khí oxy, cân bằng có hai vào đây, hai đây, ba đây bằng nhau. Cái khác là có thể dùng thuốc tím kali permanganat cũng được, KMnO4 cũng đem nhiệt phân thì sẽ ra ba chất là K2MnO4 cộng MnO2 cộng với oxy, để có 2K cân bằng cho 2 vào đây bằng nhau hết. Cách thứ ba là chúng ta cũng có thể được điện phân nước nhé, điện phân nước, nước điện phân thì thu được khí hydro và khí oxy. Rồi chúng ta có ba cách điều chế ra khí oxy: mang kali permanganat nhiệt phân, hoặc là mang đây là kali clorat nhiệt phân ra, hoặc đây là kali permanganat nhiệt phân, hoặc là mang nước điện phân. Vậy chúng ta đã giải quyết xong câu A. Chuyển sang câu B. Có 4 lọ mứt nhãn đựng 4 chất bột là Na2O, này tên gọi là natri oxit các em nhé, P2O5 này là diphosphorpentaoxit, CaO là canxi oxit,
Fe2O3 là sắt 3 oxit. Hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết các chất trên, biết các phương trình phản ứng xảy ra nếu có. Như vậy là bằng kiến thức được học ở bài nước ấy các bạn. Chúng ta thấy là có một số oxit bazơ tác dụng được với nước tạo ra dung dịch bazơ và làm cho quý tím hóa thành màu xanh. Và một số oxit axit thì tác dụng được nước tạo thành dung dịch axit và làm cho quý tím hóa thành màu đỏ. Thì một số oxit bazơ tác dụng được nước tạo ra dung dịch bazơ làm quý tím hóa xanh thì gồm có Na2O này, có CaO này, còn có cả K2O này, còn có BaO nữa. Và ở bài này thì có hai chất các em nhé. Bài này tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ và làm cho quý tím hóa xanh. Oxit axit thì ở đây có anh Pe2O năng tác dụng được với nước tạo thành dung dịch axit làm cho quý tím hóa thành màu đỏ. Mà đối với anh này Fe2O3 là sắt 3 oxit này thì nó không tác dụng được với nước em nhé. Như vậy chúng ta sau khi nhớ lại kiến thức được học chúng ta vận dụng là bài này như sau. Thứ nhất là đánh số. Thứ tự một cách ngẫu nhiên cho 4 mẫu 1. Từ 1 đến 4 này có nghĩa là gì? Có nghĩa chúng ta sẽ lấy 1 mẫu 1 và chúng ta đánh đấy là số 1. Để tiếp vào mẫu nữa thì đánh là đấy là số 2. Lấy tiếp phần mẫu nữa thì đánh đến số 3 và lấy tiếp phần mẫu bột còn lại thì là số 4 nhé. Đánh số một cách ngẫu nhiên thôi, chứ không có chọn cái nào là 1, 2, 3 cả. Chúng ta cứ lấy được cái nào đầu tiên, chúng ta được ký hiệu đấy là mẫu bột số 1. Tiếp theo lấy thêm 10 mẫu nữa thì gọi là ký hiệu đấy là mẫu bột số 2. Lấy thêm 10 mẫu nữa thì ký hiệu đấy là mẫu bột số 3 và lấy thêm mẫu cuối cùng. Thì đó là mẫu bột số 4 các em nhé. Là đánh số thứ tự một cách ngẫu nhiên. Cả 4 mẫu 1 từ 1 đến 4. Ý thứ hai là chúng ta sẽ làm tiếp như sau này. Lấy 4 mẫu 1 cho vào 4 ống nghiệm đã đánh số thứ tự từ 1 đến 4 sao cho mẫu bột 1 thì cho vào ống nghiệm số 1, mẫu bột 2 thì cho vào ống nghiệm số 2 và mẫu bột 3 thì cho vào ống nghiệm số 3 các em nhé. Mẫu bột 3 cho ống nghiệm số 3 và mẫu bột 4 thì cho vào ống nghiệm số 4. Đấy, chúng ta làm như vậy các em nhé. Nhắc lại này, lấy 4 mẫu bột này cho vào 4 ống nghiệm đã đánh số thứ tự từ 1 đến 4. Nhớ là sao cho mẫu bột số 1 thì cho vào ống nghiệm số 1. Mẫu bột 2 thì cho ống nghiệm số 2. Mẫu bột 3 thì cho ống nghiệm số 3. Mẫu bột 4 thì cho ống nghiệm số 4. Tiếp theo là chúng ta lại cho 4 mẫu giấy quỳ tím vào 4 ống nghiệm. Nhưng mà chúng ta sẽ bỏ vào mỗi ống nghiệm một mẫu giấy quỳ tím, tức là cho 4 mẫu giấy quỳ tím vào 4 ống nghiệm, mỗi ống nghiệm một mẫu đúng không ạ? Mỗi ống nghiệm là một mẫu. Tiếp theo chúng ta nhỏ nước cất. Nước cất là nước tinh khiết các em nhé, vào 4 ống nghiệm rồi dùng đũa
thủy tinh, khuấy đều. À, nhưng mà chúng ta nhỏ nước cất vào trong bốn ống nghiệm này, rồi dùng đũa thủy tinh khuấy đều. Và chúng ta sẽ phát hiện hiện tượng này. Mỗ bột ở ống nghiệm nào không tan trong nước, đó là Fe2O3. À, như vậy cái mẫu bột ở ống nghiệm nào không tan trong nước nhé các em nhé, thì nó sắt 3 oxit Fe2O3. À, suy ra mẫu bột tương ứng là cái mẫu bột Fe2O3. Nhưng mà mẫu bột ở ống nghiệm số 1 chẳng hạn mà không tan ở trong nước thì suy ra được cái mẫu bột số 1 chính là Fe2O3. Hoặc là cái mẫu bột ở ống nghiệm số 4 chẳng hạn không tan được trong nước thì cái mẫu bột số 4 tương ứng với nó chính là Fe2O3 các em nhé. Thì nhắc lại là mẫu bột ở ống nghiệm nào không tan trong nước thì đó là Fe2O3. Và suy ra chúng ta suy ra mẫu bột tương ứng là Fe2O3. Ý tiếp theo là mẫu bột ở ống nghiệm nào tan vào nước tạo ra dung dịch, làm quỳ tím hóa xanh. Rồi, hóa đỏ trước đi, hóa xanh làm sao các nhé. Thấy cái nào hóa đỏ hả? Quỳ tím hóa đỏ hả? Thì suy ra mẫu bột trong ống nghiệm đó chính là P2O5. Và suy ra là mẫu bột tương ứng là P2O5. Thì tại sao lại là như vậy? Bởi vì khi P2O5 mà gặp nước thì tác dụng với nước tạo ra axit phosphoric 3PO4 cân bằng. Ở đây có 2P, có 2 ở đây, 2,3 là 6H3 ở đây. Và axit thì làm cho dưới quỳ tím hóa thành màu đỏ các em nhé. Nhưng mà chúng ta tìm được là cái mẫu bột ở ống nghiệm nào tan vào trong nước và tạo làm dung dịch, làm dưới quỳ tím hóa thành màu đỏ, đó là cái mẫu bột PO5 ở trong ống nghiệm đấy. Và suy ra cái mẫu bột tương ứng với ống nghiệm đó là bột PO5 các em nhé. Ví dụ là ống nghiệm số 3 chẳng hạn là bột tan trong nước tạo ra dung dịch quỳ tím hóa đỏ thì cái gói bột mẫu số 3 chính là PO5. Hoặc là mẫu bột ống nghiệm số 2 đúng không, tạo ra dung dịch là quỳ tím hóa đỏ thì cái mẫu bột số 2 chính là PO5 các em nhé. Và chúng ta tìm ra được hai chất rồi, Fe2O3 và PO5 rồi. Ý tiếp theo là dựa vào hiện tượng thì chúng ta nhận biết này, hai ống nghiệm chất bột tan vào nước tạo ra dung dịch làm quỳ tím hóa xanh. Là Na2O và CaO. Đấy, như vậy là có hai mẫu bột nằm trong hai ống nghiệm thì đều tạo ra dung dịch làm quỳ tím hóa xanh. Và tại sao như vậy? Vì khi Na2O mà gặp nước thì sẽ tác dụng nước tạo thành NaOH, là một cái bazơ có tên gọi là natri hydroxit, và dung dịch bazơ thì làm dưới quỳ tím hóa xanh em nhé, cân bằng cho hai người. Và tương tự như vậy CaO mà gặp nước thì nó sẽ tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ là CaOH 2 lần, và dung dịch này cũng làm dưới quỳ tím hóa xanh các bạn. Như vậy chúng ta chưa nhận biết được đâu là Na2O và CaO, bởi vì chúng đều tạo ra dung dịch bazơ làm dưới quỳ tím hóa xanh
chúng ta lại tiếp tục phải nhận biết tiếp là chúng ta sục khí CO2 vào, sục khí CO2 vào hai dung dịch trên, dung dịch nào có tạo ra kết tủa màu trắng, có tạo ra kết tủa màu trắng. Thì là dung dịch CaOH2 lần và suy ra được kim mẫu 1 tạo ra dung dịch đó là CaO các em nhé. Mình sẽ phương trình chứng minh cái khí CO2 mà gặp dung dịch và CaOH2 lần thì làm cho quy tinh hóa thành tạo ra cái tổ trắng CO2 cộng với CaOH2 lần tạo thành CaCO3 và nước. Như vậy đây tạo ra đá vôi các em nhé. Canxi carbonat là một chất không tan trong nước mà đây gọi là chất kết tủa màu trắng các em ạ. Ý tiếp theo là dung dịch nào không tạo ra kết tủa màu trắng, là dung dịch NaOH. Và chúng ta cái phương trình chứng minh là CO2 mà cộng với NaOH thì nó tạo ra Na2CO3 cộng với nước. Đấy có hai Na cộng cho hai đây bằng nhau. Và cái chất này thì là cái chất tan ở trong nước em nhé. Nó cũng tạo ra được dung dịch trong suốt không có màu, không tạo được kết tủa màu trắng đâu. Và sau khi thấy dung dịch nào không tạo ra kết tủa màu trắng thì đó là dung dịch NaOH và suy ra mẫu 1 tạo ra dung dịch này, dung dịch NaOH mà làm vì sục khí CO2 vào không tạo kết tủa trắng các bạn. Vậy là suy ra mẫu 1 tạo ra dung dịch này là Na2O các em nhé. Na2O. Đấy, như vậy chúng ta đã tìm cách nhận biết được 4 mẫu 1 gồm có Na2O, P2O5, CaO và Fe2O3 bằng kiến thức được học ở trong hóa 8. Video này thì dừng ở đây. Hẹn gặp các em trong video sau. Thật là chào các em, chúc các em học tốt.